Vâng, alo. Không không, giữa tên bánh mì và mỹ nhân. Đạp bóng tốt của bánh mì 1-0. Alo. Đâu có cái dãy R, đâu có bắt của em. R không có. Đập bóng tốt của Thảo. Điểm Mỹ Nhân 1 điều. Đập bóng ngoài. Điểm Mỹ Nhân 2-1. Bánh mì đạp bóng tốt 2 đều. Nhìn như sân bên quẹo ơi. Đập bóng tốt. Điểm Mỹ Nhân 3-2. Bánh sao mặt cầm từng tên kênh hả? Bóng tròn. Bóng ngoài. Điểm 4-2. Bóng tròn. Sắn bóng chạm lưới. Điểm Mỹ Nhân 5-2. Thủ tốt của mình. Bóng vẫn còn. Bỏ bóng tốt của Thảo. Điểm Mỹ Nhân 6-2. Đập bóng quá ghê. 7-2 cho Mỹ Nhân. Phá bóng không sang lưới. Điểm bánh mì 3-7. Chắn bóng tốt. Điểm bánh mì 4-7. Bóng còn. Bóng tốt. Điểm Mỹ Nhân 8-4. Bỏ bóng tốt của bánh mì. Điểm 5-8. Bóng ngoài. Điểm Mỹ Nhân 9-5. Chắn bóng tốt của Mãi. Điểm Mỹ Nhân 10-5. Chạy luôn.
chặn bóng tốt, điểm 11-5. Đập bóng ngoài, điểm 12-5. Đập bóng tốt của anh Mì, đổi điểm 6-12. Bóng còn, đập bóng tốt, điểm bánh mì 7-12. Bóng còn, bóng vẫn còn luôn các bạn ơi, quá hay, bỏ bóng tốt, điểm Mỹ Nhân 13-7. Chắn bóng tốt, điểm 14-7 cho Mỹ Nhân. Bóng còn, quá ghê vậy, bánh mày, bỏ bóng tốt, 8-14. Lưu ý điểm cuối cho Mỹ Nhân, 15-8. Bóng vẫn còn, bóng ngoài, điểm bánh mì 9-15. Khỏi đi ông quốc nội, nãy giờ có đóng rồi. Phải rồi, bỏ bóng tốt, kết thúc xếp 1, Mỹ Nhân tạm trước 1-0. Xếp 2, giữa bánh mì và Mỹ Nhân. Điểm 1-0 cho Mỹ Nhân. Cổ tay đẹp của bánh mì, 1-1. Đập bóng tốt của Thảo, điểm Mỹ Nhân 2-1. Chắn bánh, chắn bóng tốt, của bánh mì 2-2. Xin lỗi, đập tay tay mất bánh mì, đập bánh mì á, chắn bánh mì. Bánh mì chắn bóng tốt á, xin lỗi, xin lỗi. Chắn bánh mì tốt. Bánh mì chắn bóng tốt. Hơi nhầm chút. Bóng ngoài, điểm bánh mì 3-2. Tại tên bánh mì rồi chắn bánh mì á. Bóng chạm tay, điểm Mỹ Nhân 3-3. Lâu lâu cũng phải có lỗi chứ. Bóng còn, kịp không? Vẫn còn kịp. Phải luôn rồi.
Bỏ bóng tốt. Điểm bánh mì 4-3. Khỏi chặt xuống ơi. Không còn. Chắn bóng chạm lưới. Điểm bánh mì 5-3. Đang chơi vui mà. Điểm 6-3. Bỏ bóng tốt. Điểm mỹ nhân 4-6. Bỏ bóng tốt. Điểm 7-4 cho bánh mì. Bóng tốt. Điểm mỹ nhân 5-7. Bóng còn kịp không? Không qua lưới. Điểm bánh mì 8-5. Phát bóng ngoài, mở điểm cho mỹ nhân 6-8. Điểm mỹ nhân 7-8. Xin hỏi ý. Trắng bóng tốt. Điểm mỹ nhân 8 đều. Kêu đủ quá đi thay quần thay áo đi. Đập bóng tốt của bánh mì. Điểm 9-8. Bỏ bóng tốt. Điểm 18. Bóng ngoài. Điểm mỹ nhân 9-10. Đập bóng ngoài. Điểm mỹ nhân 10 điều. Phát bóng ngoài. Điểm bánh mì 11-10. Trắng bóng tốt. Điểm 12-10. Di tốc độ đã lên tiếng.
Bóng còn bóng còn lắm. Điểm mỹ nhân 11-12. Quá tốt rồi, thủ quá tốt rồi. Quá tốt luôn. Bỏ bóng tốt của Thảo. Điểm mỹ nhân 12 đều. Bánh mì hết kim. Ngon không? Tại không cho bỏ bóng tốt. Điểm mỹ nhân 13-12. Đập bóng ngoài. Điểm 14-12. Tao đập ngoài kiểu như sao vậy? Đập bóng ngoài. Điểm 13-14. Bóng chạm tay ra ngoài. Điểm mỹ nhân 15-13. Lưu ý điểm cuối set 2. Trắng bóng tốt. Kết thúc trận đấu, mỹ nhân thắng chung cuộc 2-0.